Còn khuyết điểm á là con sợ ma hay khóc. Trời ơi, con ở trên một cái vùng mà cây cối rất là nhiều mà con sợ ma nữa, thì con phải làm sao mỗi khi đem về? Thường thì con sợ, con hay nghe nhạc. Đầu thì hai đứa cũng hòa hợp lắm, nhưng mà sau này càng về sau ấy, thì con cảm thấy là tình cảm càng ngày nó càng nhạt nhòa, và kiểu như là con cứ chạy theo cô ấy, cô ấy không quan tâm chia sẻ hỏi han con nhiều á. Dạ con chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và toàn thể mọi người. Con tên là Phạm Quang Mạnh, năm nay con 30 tuổi, làm việc tại Long Thành và Đồng Nai. À, con làm công việc gì Mạnh? Dạ con làm kỹ thuật viên dạng QAQC kiểm hàng ạ. Nhà gái nghe rõ chưa? Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ xin mời nhà trai nghe về sự giới thiệu của nhà gái nè. Trước mắt thì con xin chào chú Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan và anh nhà kế bên. Và chào anh chị cô chú bác ngồi thính giả ở dưới. Con tên là Trần Thị Liên, sinh năm 1999, quê quán là Quảng Ngãi, hiện tại thì nhà ở Lâm Đồng, hiện tại đang đi làm ở đâu con? Lâm Đồng. Dạ ở Gò Vấp ạ. Con quên. Làm đâu con rùng quá nó quên luôn. Lâm Đồng ở huyện nào vậy Liên? Dạ huyện Lâm Hà. À huyện Lâm Hà. Con làm công việc gì con? Dạ con trực tổng đài. Con có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho Liên nghe đi. Dạ ưu điểm của con thì chịu khó hỏi, chịu khó lắng nghe, biết quan tâm với người khác. Còn về khuyết điểm của con ấy, thì con là người sống khá là nội tâm ấy. Nên là cũng thiên về tình cảm hơn nhiều hơn, nên là dễ bị tác động tình cảm từ gia đình các thứ. Mời nhà gái. Dạ ưu điểm của con á là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, thấu hiểu. Còn khuyết điểm á là con sợ ma hay khóc. Trời ơi, con ở trên một cái vùng mà cây cối rất là nhiều mà con sợ ma nữa, thì con phải làm sao mỗi khi đem về? Thường thì con sợ, con hay nghe nhạc. Nhân mối này nếu mà được người ta tiến hành nhanh nhanh, có người ở chung khỏi sợ ma nha con. Bây giờ thì mình nói cho nhà gái nghe chút xíu đi, đường tình duyên của mình sao nè Mạnh? Dạ trước kia thì con có một mối tình cũng kéo dài được 2 đến 3 năm. Cô ấy cũng ở thành phố. Khi mà tụi con quen nhau á thì cô ấy cũng từ Sài Gòn về chỗ con làm việc để hai đứa gần và hiểu nhau hơn. Vậy đó hả, cô về gần chỗ con luôn? Dạ. Vậy là cô yêu con nhiều lắm đó. Thì con cũng khá là cảm động, nên là con cũng quyết định là hai đứa tìm hiểu nhau. Càng về sau thì con cảm thấy là cô ấy và con không có hợp nhau, không thể đi tới xa hơn được hết. Có tìm ra một cái nguyên nhân là mình không hợp điều gì nhất ở cô ấy không? Có lẽ là thiếu sự quan tâm chia sẻ. Ai thiếu? Có thể là cô ấy. Cô ấy thiếu hả? Ủa sao kỳ đó, cô ấy đã tìm đến chỗ gần con để yêu con nhiều hơn mà cô ấy thiếu cái sự quan tâm chia sẻ. Dạ, mới đầu thì hai đứa cũng hòa hợp lắm, nhưng mà sau này càng về sau ấy, thì con cảm thấy là tình cảm càng ngày nó càng nhạt nhòa, và kiểu như là con cứ chạy theo cô ấy, cô ấy không quan tâm chia sẻ hỏi han con nhiều á. Nói cho nhà gái nghe để hiểu hơn là bên đây cần sự quan tâm chia sẻ. Bên này có đủ ạ? Bên này có đủ ạ? Có trời đủ ạ? Trời ơi. Được. Rồi bây giờ tình trường của con sao, con chia sẻ chút xíu cho nhà trai nghe nè. Dạ con thì có một mối tình cũng chưa hẳn gọi là sâu sắc, thì chỉ có kéo dài được khoảng tầm 2 cho tới 3 tháng. Hai đứa chỉ là bạn bè thôi ạ. Thì bạn có quan tâm rồi hay mua đồ ăn đồ uống cho. Bạn có hỏi ngỏ lời mấy lần nhưng mà con không có đồng ý. Và sau này khoảng tầm 2-3 lần gì đó như vậy, thì con chấp nhận, con nói là quen thử, xem thử hai đứa có hợp hay không như thế nào. Thì cũng có kéo dài được 2-3 tháng. Thì con cảm thấy là con và bạn đó nên giữ cái mối quan hệ là bạn bè. Tại vì tính cách của bạn đó có sự quan tâm nhưng mà không hợp với con. Đó mua đồ ăn nữa gì đúng không? Lúc đang cua thì mua đồ ăn dữ lắm, tao cua xong cái không mua nữa. Không mua đồ ăn đủ nữa đúng không? Đúng không? Vậy chứ giờ theo con thì cái tính cách như thế nào mới phù hợp với con nè? Biết suy nghĩ trưởng thành một chút xíu. Rồi. Không phải là cấm cản bất cứ một cái vấn đề gì, nhưng mà có mức định vừa phải. Bây giờ con muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, anh ấy cao tầm 1m7. Rồi, để qua 1m7 đúng không? Để cô Lan qua. Chắc thiêu chút. Sao cười dữ vậy? Thiêu chút chút thôi. Dạ chào chị. Dạ chào nhà trai. Con ơi, thiêu chút thôi. Chút xíu à? Chút xíu nữa được 1m7 được không? Dạ cũng được. Chắc được mà ha. Dạ, không sao đâu, quan trọng là có quan tâm nhau hay không kìa. Rồi gì nữa? Nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp quá ổn định rồi. Lãng mạn dạ, chưa? Không, mấy người mà hay lãng mạn quá cũng hay kiểu lăng nhăng. Lãng mạn quá hơi lăng nhăng hả? Dạ. Chưa chắc con. Có những người rất lãng mạn nhưng mà không có lăng nhăng. Tùy theo người thôi. Lương tháng tầm 10 triệu đổ lên đó, lo cho em thì được. Cái này quan trọng nè. Không, con bé này nó rất là thẳng thắn nha. Ok nha, được nha. Lương tháng 10 triệu trở lên đúng không? Dạ vâng. Dưới 10 triệu không được đúng không? Dưới 10 triệu được. Hả?
trên 20 nữa. Thế thì quá ok ạ. Thế thì quá ok ạ. Hỏi liền. Tưởng gì yêu cầu tháng 100 triệu gì chứ. Sao? Lương tháng 10 triệu dư. Lương tháng nhiêu? Ờ, đủ ạ. Đủ. Đủ bên nhà gái đưa ra đúng không? Dạ. Hai đứa tới với nhau thì sẽ mở đường ra mình làm ăn hoặc là kiếm thêm thu nhập để lo phụ gia đình hai bên rồi con cái này nọ nữa, nên vấn đề đó. Trời ơi, chú nói nghe. Ta tính tới đó luôn rồi đó. Yêu cầu cái gì mà lương có 10 triệu trở lên mà cũng yêu cầu. Yêu cầu đúng là dễ thương. Thôi được rồi. Nhà trai mong muốn có người bạn gái như thế nào? Con thì con mong một người bạn gái biết quan tâm chia sẻ được không? Dạ, quan tâm chia sẻ, giọng nói nhẹ nhàng hiền lành. Hiền lành. Nãy giờ con nghe bên đây nhẹ nhàng hiền lành không? Gái Lâm Đồng nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Dạ, con nghe bạn gái bên đấy nói cũng hơi nhỏ là hơi nhỏ đó, dạ. Chưa tới chừng nói lớn đó. Chồng mày la chắc cũng lớn lắm á. Hiền lành có. Dạ. Xinh đẹp có, dễ thương, nụ cười rất là tươi luôn. Được chưa? Dạ. Có yêu cầu lương bổng gì không? Dạ, vấn đề đó thì con là con trai mà, con phải lo chứ. Dạ. Đúng rồi. Hay. Hay. Được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Nhà trai con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi một mình. Rồi, một có mình. Chú Quyền Linh lo cho con, con đừng lo nghe không? Dạ. Con này đi với ai đây? Dạ, con đi với chị bạn. Chị bạn hả? Đâu, chị dạ, bạn chào đâu? Chào chị bạn. Trời ơi, chị lớn quá hả? Chị bạn có chút xíu à. Dạ, đầu tiên con xin gửi lời chào tới chú Quyền Linh, cô Ngọc Lan với lại cái bên con tên là Hoa, bạn của Liên ạ. Chị thấy là ok á. Ok. Nói chung là em cứ trải nghiệm đi, tình yêu mà. Hãy cho nhau cơ hội để trải nghiệm, chứ mình không thể nói đi trước được gì cả. Nhưng theo con là trong thời buổi này yêu cầu chồng lương 10 triệu đủ không? Thì tất nhiên là sẽ không đủ. Không đủ đúng không? Dạ, ngoài thành phố thì em nghĩ là lương 10 triệu ok, còn nếu mà ở xong thành phố thì em nghĩ là không. Với lại cái việc mà chi phí là tùy vào cái mức độ mình sinh hoạt của mình nữa. Nhưng theo con giờ hai đứa yêu nhau cần lương khoảng nhiêu thì đủ nè? Tầm 15. 15. Cũng còn khiêm tốn. Lương đây chắc cũng cỡ đó cho lên đó. Không, tại vì mấy bạn này nhiều khi cũng chưa có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống, chưa có trải qua những cái biến cố, những cái sự cố mà cần phải dùng đến tiền nhiều. Đúng rồi. Cho nên là vậy là được rồi. Đó là một trong những cái yêu cầu rất là đơn giản thôi, quan trọng là hai đứa yêu nhau thôi. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Mạnh. Anh trên đây cũng có một món quà lưu niệm. Dạ vâng, thì buổi gặp mặt đầu tiên thì em cũng có món quà gửi tới anh. Hai đứa lần đầu tiên gặp mặt đó, thấy làm sao? Nhìn em khá là xinh đó mà tại sao là chưa có bạn trai? Cũng giống như kiểu là anh hỏi như vậy xong rồi là người ta tưởng em có bạn trai rồi thì người ta không dám tán nữa. Hả? Hiện tại là em làm tổng đài trực đài ở Gò Vấp. Dạ vâng. Bình thường là em có thường về thăm gia đình không? Em thì tầm 1 tháng hoặc là 2 tháng. Khi mà bận thì là 2-3 tháng gì đó. Còn thông thường thì tầm 1 tháng là em về nhà 2 ngày. Em thấy anh như nào? Phong độ. Cảm ơn. Em sống ở Sài Gòn lâu chưa? Dạ em sống ở Sài Gòn được tầm 6-7 năm. Dạ, sau này dự định của em là muốn làm việc và lập gia đình tại Sài Gòn hay là... Dạ, nếu mà có điều kiện á, thì có thể ở Sài Gòn cũng được. Hoặc là về nhà anh cũng được. Hoặc là về nhà anh cũng được. Trời còn ơi. Quá đã. Em thích về quê hơn. Tại vì cuộc sống không bon chen cho lắm. Anh thì cũng không hiểu về công việc của em cho lắm. Công việc của em á thì là bút vé từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đà Lạt á. Như là anh muốn đặt vé xe đi chơi hay về quê thì anh cần phải gọi điện tổng đài. Thì khi anh gọi vào tổng đài thì anh sẽ gặp em. À thế tận tiện quá. Vậy còn biết đặt vé chiều nay nữa. Em có yêu cầu gì đối với bạn trai của mình sau này không? Ví dụ như mà lỡ mà có cả hai mà có cãi vã thì anh nhường em một chút xíu và em nhường anh một chút xíu vậy đó. Hai đứa nói về quan điểm hôn nhân gia đình đi cho nhau nghe. Em nói trước đi. Không, anh nói trước đi. Em có ngại khó là sao ạ? Bây giờ em đang sống ở Sài Gòn, nghĩa là dạ. em quen với cuộc sống Sài Gòn rồi. Dạ vâng. Nhưng mà khi mà em chuyển đến một nơi khác, cái quan điểm của em á có thay đổi hay là bị tác động nhiều không? Dạ không. Em thì chịu khó cũng quen rồi. Thì vì nhà em là nhà làm nông nên em ở đâu em cũng ở được hết. Còn cái về cái việc mà hai đứa sau này á thì lúc ban đầu thì chả có ai mà có sẵn để mà mình ngồi vô đó cả. Ai cũng phải có sự cố gắng, cả hai cùng vun đắp lên từ từ. Em cũng lúc nãy em cũng nghe câu chuyện của anh đúng không? Dạ vâng. Quan tâm chia sẻ, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, chân thành là được. Dạ vâng.
anh cho em hỏi xíu được không? Anh có hút thuốc hay là uống rượu không ạ? Hút thuốc thì không, còn về uống rượu thì anh cũng có chứ. Tại mình đi làm công ty mà mình dạ cũng vâng. phải có anh em thì mình cũng uống rượu nhưng mà mình kiểm soát được. Dạ vâng, có kiểm soát được là được. Rồi khoảng bao lâu thì chúng ta dự định kết hôn? Em muốn bao lâu thì mình kết hôn? Do dân số cả hai thôi anh. Do dân số cả hai thôi anh. Em cười rất xinh. Em cười rất xinh. Anh nói thế em lại cười mãi. Theo anh ấy, quen nhau thì dễ nhưng mà để dẫn tới mà kết hôn mà sống chung với nhau trọn đời ấy, dạ vâng. thì anh nghĩ là ít nhất là một năm tìm hiểu nhau nhiều hơn và gia đình anh em của mình cũng nhiều hơn ấy. Dạ vâng. Rồi quan điểm về con trai con gái trong hôn nhân gia đình như thế nào, trao đổi nhau biết luôn đi. Sau này em muốn có mấy đứa? Em thì thích nhà càng đông càng vui. Em không có quan niệm con trai hay con gái gì cả. Anh nghĩ là một đứa, hai đứa là được. Tùy thuộc vào sức khỏe của em thôi. Hỏi có đám cưới xong rồi ai giữ tiền? À dạ vâng. Trước giờ thì anh cũng đi học rồi cũng lo đi làm mà. Nên là tiền bạc cái thứ thì bình thường á là anh đưa cho ba mẹ trang trải cuộc sống. Dạ vâng. Nọ. Còn về thế sau này sao ạ? Sau này thì cho em chứ. Chồng nghe nó yếu quá. Dạ, trọng em hơn nhỏ. Không, cái chỗ này quan trọng, mình nói mạnh mẽ luôn. Ai giữ cũng được dạ. Để cho bạn gái giữ nha. Tiền mình giữ đó được chưa? Mình nhắm quán xuyến nổi gia đình không? Dạ nổi ạ. Đó, ngon lành. Rồi, tới luôn. Cơ hội được tiếp cận nè. Anh có thể nắm tay không? Đứng lên kìa. À, nắm tay nhau. Rồi, hai tay. Cảm xúc nãy giờ gặp nhau đó. Đúng. Mạnh nói với bạn gái đi. Em còn thấy bạn gái khá là hiền, đúng gu của em. Mà nếu sau này hai chúng mình có thể mà tới được với nhau thì anh mong là hai đứa đều trân trọng. Dạ. Liên thấy sao? Dạ ổn ạ. Sau này nếu mà em đi làm về mệt, em có thể tựa vào vai anh. Khi nào mà em cần thì anh sẽ có mặt. Rồi bây giờ các bạn về ghế đi. Được rồi đó. Chúng ta thấy rằng đây là một nửa mảnh ghép có thể ghép chung với cuộc đời của mình thì bấm ngay cái nút đó, còn nếu không được không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan nhé. 1 2 3. Hết thời gian, chúc mừng. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi nào. Con cũng cảm ơn chương trình Chú Quyền Linh và chị Ông An cho con cơ hội được tìm hiểu và gặp Liên. Dạ, cảm ơn. Liên dễ thương lắm đó. Dạ, cảm ơn. Mạnh cũng dễ thương nữa. Rồi, một nụ hôn đầu tiên nào. Cái này. Nắm cái đầu. Nào cưng, giới thiệu về mình đi. Dạ. À, em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia và em chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. À, em tên là Phạm Thị Trà My, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là giám đốc kinh doanh của công ty Cobalaico ạ. Trời ơi, 23 tuổi là giám đốc rồi đó, ông mối ơi. Ông mối ơi. Em làm ở đâu em? Dạ, công ty em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn. Dạ. Giám đốc công ty ha, 23 tuổi, quá nhưng, trẻ. Nhưng mà cái sản phẩm của mình là cái gì ta? Là em chuyên thiết kế và thi công như là mình làm spa, quán cà phê hoặc là nhà phố thì em đều làm hết luôn ạ. À vậy đó hả? Dạ, tức là ạ. Về kiến trúc hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, giỏi dữ vậy. Vậy là học trường kiến trúc rồi ra ha. Rồi mời em trai. Dạ, dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào anh cùng chơi và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Hoàng Viễn, 24 tuổi. Hiện đang là giám sát trẻ của công ty Nestle Việt Nam. Giám sát hả? Dạ. Giám sát cũng dữ luôn á. Giám sát cũng thua gì giám đốc đâu. Đúng rồi. 24 bên đây 23. Trời ơi trẻ bên măng kia, trẻ nặng. Giám đốc bên đây giám sát. Ngồi kế là giám suối. Sao bây giờ mình nói sơ về cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình nào? Nói về điểm mạnh của em thì em có thể nấu ăn, hát, đàn piano. À, đặc biệt là em rất là thích kinh doanh ạ. Còn điểm chưa mạnh thì
Em không biết bạn nam bên kia nghĩ sao, nhưng mà em bị nói tục là lâu lâu em đi với bạn thân của em thì em hay nói mấy từ như là vãi hoặc là một số những cái từ không tốt này, thì em cũng mẹ cũng nói là mày phải sửa đi, con gái con đứa mà càng lớn rồi mình phải biết ý tứ á. Em cũng cố gắng em sửa, và nói chung là trong những trường hợp như gặp người lớn hay là gì đó thì em không nói những từ đó. Còn như đi với bạn mà toàn bạn thân thì em cũng thì lâu lâu hay bị phọt ra, đúng không? Đúng rồi. Lâu lâu cũng có một câu nó sai sai chút cho nó cũng vui. Và một điểm yếu nữa thì em nghĩ là em hay nói thẳng á, dễ mất lòng người khác á, giống như em thấy sao thì em nói vậy. Nên là nhiều khi không có tốt. Tức là ví dụ như là trong công việc á, người giám đốc như em á, là tức là mình khi mà mình nói giống như có phải là bịch nghề nghiệp hay không? Tức là mình nói thẳng những cái gì mà mình không thích ra thì là thường là hay nhân viên hay bị mất lòng hay sao? Dạ, thật ra là cái tính này em từ trước luôn rồi chứ không phải từ khi mình đi làm. Nhưng mà trong công việc thì chắc chắn rồi, ví dụ như là nhân viên hay là bạn thợ mà bạn làm không tốt chỗ nào hay như thế nào thì mình phải nói để họ làm cho tốt. Chứ mình làm cho khách hàng mà thì mình phải làm sản phẩm thật là tốt ạ. Còn nhiều khi em chơi với bạn mà không được điểm nào hay là xấu cái gì hay như nào em cũng nói thẳng luôn. Nên là bạn dễ bị tự ái. Rồi, mời em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì ở nhà thì em biết làm hết việc nhà, biết nấu ăn. Ngoài ra thì có thêm kinh nghiệm chăm cháu nữa. Chăm cháu thì tốt rồi ạ. Dạ. Rồi lo từ từ được rồi đó. Dạ. Nữa chăm con luôn. Rồi trong công việc thì em là người khá là nhanh lẹ nên là thích nghi công việc nhanh. Giám sát là kỹ càng lắm á. Dạ. Tinh tế, kiên định luôn. Dạ. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, tới cái tiếp là đi chơi thì em biết chụp hình, biết quay phim, biết dựng phim, biết sửa ảnh. Cũng giỏi. Ngoài ra là cũng tham gia mấy phong trào á, nên là em cũng có mấy kỹ năng sinh tồn nên đi chơi là không có sợ gì hết. Nói chung là khả năng năng động là rất là nhiệt tình ha. Dạ. Có khả năng sinh tồn lớn phải không? Dạ. Dục đâu sống cũng được á chị. Hai bạn này còn trẻ mà nhiều tài quá ha, tài chính rồi tài vật nữa ha. Bạn này là đờn hát, đờn piano. Ha. Trời ơi. Em rồi. Có tật xấu gì không trai? Tật xấu thì cũng bài nữ bên nãy có nói tật xấu của bạn thì thực ra thì em cũng vậy thôi. Giống không? Tuổi trẻ mà. Bạn em thì em nói chuyện cũng không có giữ ý tứ gì hết. Nhưng mà gặp người lớn thì sẽ khác. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì em có cái tính xưa giờ, bản thân em cũng không thích cái tính này của em, đó là nếu như cái chuyện nó không quan trọng đó, là em cứ để đó. Thuộc cái dạng là nước tới cổ mới bơi chứ không phải tới chân nhanh thôi. Dạ. Nước tới chân mới nhảy hả? Nước tới chân mới nhảy. Dạ. Hả? Nhưng mà sau này phải khắc phục nha. Cái đó sau này đôi khi nó cũng phạm sai lầm nhiều lắm, nhiều khi cứ chờ nước tới chân nước nó ào cái là không lo được gì luôn. Em lãnh hậu quả nhiều rồi. Rồi, đàn gái cho tôi biết một chút về đường tình duyên đi. Dạ vâng ạ. Em thì em trải qua 4 mối tình rồi ạ. 4 mối tình. Dạ, 23 vâng. Tuổi mà 4 mối tình là hơi bị nhiều đó nha. Dạ đúng rồi. Thì bắt đầu yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Năm lớp 10 là trời. Thực ra là đó là mối tình học trò thì nó trong sáng lắm ạ. Bọn em thì cầm tay là cao lắm rồi, rồi. Chỉ có khi nào ra chơi, được ra chơi hoặc là tan học về thì em đấy có uống trà sữa hoặc là ăn bánh tráng trộn trước cổng trường, tại vì nhà anh ấy là trước cổng trường. Nhưng mà anh học lớp 12 thì bắt đầu ra khỏi trường tốt nghiệp thì anh đi du học ở bên Sinh. Thì hai đứa em lúc đó em không có điện thoại, không như bây giờ có điều kiện hơn. Ngày xưa thì mỗi lần mà muốn lên mạng là toàn phải đi ra tiệm net xong rồi lên mạng. Thế là không liên lạc được. Do đó là chia tay đúng không? Đúng rồi ạ. Cái mối tình dài nhất của em á là được thời gian là bao lâu? Cao lắm là 1 năm rưỡi ạ. 1 năm rưỡi. Vâng. Mối tình gần nhất ở đây. Dạ đúng rồi, là được hơn 1 năm, chưa được 1 năm rưỡi luôn, hơn 1 năm. Và lý do chia tay? Bạn ấy nhỏ hơn em 3 tuổi và hút thuốc, xăm mình, nhậu nhẹt, tất cả những cái mà em nghĩ là không có một người phụ huynh nào muốn con của mình quen. Nhưng mà em cũng thử cố gắng, hai đứa cũng hơn được 1 năm. Nhưng mà do rào cản là bạn tự cảm thấy là em thì như vậy, còn bạn thì công nghề nghiệp chưa ổn định ý ạ. Nên là bạn chủ động chia tay. Bạn rút lui, bạn rút lui đúng không? Vâng ạ. Thì bọn em cũng tôn trọng ý kiến của nhau và hiện tại chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Lý do gì mà em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Bởi vì em còn rất là trẻ. Dạ, thì mẹ em cái đợt mà em và bạn nam vừa rồi chia tay á, thì em khóc nhiều quá, em rất là buồn nhiều. Mẹ nói là mẹ sợ em mủi lòng rồi lại dễ quay lại với bạn nam đó, một phần. Với một phần là mẹ em nói thật ra là em thấy em cũng không đến mức xấu quá hay là em không có tệ tới mức mà không có ai thích em ấy. Mà mẹ em cứ sợ em ế đi đâu mà em cũng ôi con này bây giờ nó ế rồi bác ạ, bây giờ nó này nó kia. Là lúc nào cũng vậy. Thì mẹ em mới xem chương trình, mẹ em mê là fan của chương trình luôn. Xong rồi mẹ bảo là tao thấy là tao cái chương trình này hợp với mày, là mẹ đăng ký cho em luôn. Thì em cũng thử mở lòng, em muốn mở lòng mình để tìm một bạn nào đó phù hợp với em. Thì em tham gia. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm gặp một người ưng ý nha. Dạ em cảm ơn ạ. Em trai có mấy mối tình?
Dạ em chưa có mối tình nào hết. Chưa có luôn hả? Dạ. Ôi. Thì cũng bình thường thôi mà, vì mới có 20 mấy tuổi, 24 tuổi. Con trai lúc đó đâu phải như Linh đâu, là 15 tuổi hay 13 tuổi gì Linh yêu rồi. Đâu ra. Bữa Linh nói nè. Bữa Linh nói là 13 tuổi là Linh yêu. Mình nhìn thôi, mình nhìn cảm giác yêu chút thôi. Ừ. Đó, vậy mà ai tin chưa có người yêu không? Không có mối tình nào không? Vậy ha. Ừ. Thì không cũng... mà tức là so với tuổi 24 thì bạn tương đối là chững chạc. Cứng cáp đó. Ừ, cứng cáp. Bởi so giám sát mà. Ừ. Không tức có là... tình thì luôn, có đơn phương không? Dạ đơn phương thì cũng có, là hồi xưa đi học thì em thì chuyên ra là để ý mấy bạn lớp phó học tập. Nhưng mà nghĩa đẹp. Là thấy mấy bạn xinh mà học giỏi là em để ý thôi, nhưng mà được cái là biết thích rồi để đó, rồi mai mốt nó tự hết thích rồi, chứ không bao giờ mà chủ động bắt chuyện hay là... Gu bạn này là thích con gái giỏi. Dạ. Yeah. Bạn này là phải con gái giỏi, sạch sẽ, gia đình gia giáo. Ừ. Đi trong lòng tiêu chuẩn hơi kỹ, hơi cao một chút, cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó, đúng bạn không? Bạn là một người giám sát, thành ra bạn thấy tất cả mọi thứ bình muốn cái gì đó. Nó hoàn chỉnh không? Đúng, bình hoàn nghiệp thiện đó. Luôn ừ. Ừ. Đúng không, đúng không cưng? Dạ y chang vậy đó. Rồi bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào, em nói cho bà mối bà nghe coi giống bên kia không. À... tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không, chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi. Sao chưa hình gì sao hình dung được, nó nói nghe hồi mới biết hình nói dung rồi đó, nói đó. Ừ. Nói đó là giờ sao muốn em mô tả hay sao? Mô tả đi, em tưởng tượng bạn bên đây. À... sao nãy giờ lúc mà nghe bạn nói về cái những cái dữ kiện mà bạn nói về tình yêu của bạn rồi. Dạ. Công việc rồi ABCD. Em đoán thì nhớ đây cũng là một cô nữ, một bạn gái xinh xắn và gái cũng nào khá là chững chạc. Em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 tuổi mà đảm đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng. Bạn có thể làm được công việc đó thì chứng tỏ là bạn cũng vừa có chút mạnh mẽ cá tính ở trong đó nữa. Điều đặc biệt là bạn được... giỏi đúng không? Dạ chắc đúng chắn rồi. Là bạn phải giỏi dạ, đúng bạn không? Phải giỏi mới làm được. Nhưng mà em có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là 4 mối tình rồi không? Thật sự là có một chút chút thì cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện mà bạn mới kể. Là cái bạn trai cuối cùng là kém 3 tuổi. Nhưng mà bạn nữ khi chia tay lại khóc rất nhiều. Và bạn đó thì lại có nhiều thói xấu như vậy á. Mà lại có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy. Em nghĩ như vậy. Em sợ cái gu không có giống gu em đúng không? Dạ, em là thích good girl. Nhưng bạn này bạn có thích bad boy không? Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa. Chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được nếu mà mình thực sự mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ. Nên là good hay là bad thì đều không sao hết. Nhưng mà cái gu của bạn là như nào? Với một người đàn ông thì bạn muốn là ăn mặc sao? Mặt mũi phải như thế nào? Gu bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách, vì thực sự nhìn em vậy thôi, nhưng mà những lúc mà em mà giận người ta, em hay giận đó là em nhiều khi em cáu gắt lên, rất là nói những câu hơi bị khó nghe làm cho họ sẽ buồn. Còn lại thì chắc là em muốn bạn nam phải cao hơn em không thích mấy bạn thấp hơn. Đương nhiên là cao hơn em. Dạ. Có cao nhiều khi gấp đôi em á. Thì cao hơn em và ăn mặc lịch sự là được rồi, lịch sự gọn gàng ạ. Thích ăn mặc lịch sự đúng không? Dạ, hay là mặc đồ hay mặc đồ hip hop hay là này kia nọ? Chỉ cần lịch sự gọn gàng thôi, nhìn đừng có bị rim rúa hay là lè lẹt. Dạ đúng rồi. Vâng ạ. Bên đây lịch sự ngon lành, sạch sẽ luôn, mặc đồ đúng gu luôn. À. Em cao mét nhiêu à? Dạ mét 75 ạ. Đó, mét 75 gấp đôi bạn này rồi. Đúng rồi. Em 1m75 đó. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Nghĩ là một phụ nữ thì bạn thì người về công việc thì em nghĩ là nếu được á thì sẽ là một người phụ nữ của gia đình nữa. Chứ em không thích là chỉ công việc không. Tại riêng bản thân em cũng là một người rất quan trọng công việc. Nhưng mà mình yêu cầu thấy cũng khó. Một người phụ nữ vừa gia đình mà vừa công việc nó khổ người ta lắm. Dạ. Đôi khi người ta giỏi chỉ có một thôi. Mà nếu mà phụ nữ giỏi hai cái đó thì quá giỏi rồi. Có. À Vân đó hả? Có những người phụ nữ như vậy. À Vân, Hồng Vân phụ nữ như thế. Nhưng người phụ nữ thấy khổ lắm em. Vừa lo kinh tế, vừa lo xã hội, vừa lo gia đình nữa, cực cho người ta dữ lắm luôn á. Rồi, mong muốn cái gì nữa? Thật ra em cũng muốn chia sẻ thêm là bản thân em cũng là một người rất là lo cho công việc. Nên tới giờ này cũng chứ ai là cũng một phần vì công việc. Bên cạnh đó là em vẫn dành những khoảng thời gian dành cho gia đình. Và em trân trọng điều đó, như là đi làm về em đã quy định cái thời gian em làm việc là em làm việc thôi. Còn khi về gia đình là em sẽ dẹp hết công việc qua một bên, chăm sóc gia đình. Và... tốt. Dạ. Rồi, bây giờ thì để anh xem bên đàn gái sao nha. Anh Quỳnh Linh. Ủa trời, dễ thương quá trời. Vậy 23 tuổi ai nghĩ giám đốc trời. Đó, vậy đó, đó. Nãy giờ bởi vì tôi nói bởi vì tôi có quyền chảnh. Anh hiểu không? Anh mối, tôi có quyền chảnh. Nhiều khi mà người ta nhìn vô nói
trời, nhỏ nhóc này làm giám đốc gì trời. Cho nên tôi nói con bé này nó làm được cái điều đó rồi thì cái chuyện nó lo toan cho gia đình nó sẽ làm được. Đúng. Ok, ok, được không? Được không? Dạ được. Quá xinh luôn. Ở đây mà đi ngoài đường gặp mấy chàng trai là coi như thả thính đầy luôn không? Bên đây cũng thuộc dạng gọi là đẹp trai, cao ráo. Chưa có mối tình nào hết. Nhưng mà mình còn nhỏ tuổi quá thì tính khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn? Ở hiện tại thì em nghĩ là công việc vẫn là ưu tiên nhất, là em muốn ổn định công việc. Thì nếu mà nhanh ấy, thì khoảng 2 hoặc 3 năm nữa, thì nếu như mà chín muồi rồi là cảm thấy hai người thực sự thích hợp ấy, cái thời điểm thích hợp thì mình có thể tính đến chuyện đến với nhau kết hôn ạ. Người này cũng gu thẩm mỹ tốt, người bên đây cũng gu thẩm mỹ tốt luôn, hai đứa hợp đấy ha. Rồi, hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp em là sếp của em ạ. Hai, xin chào, đại diện nhà gái. Là sếp đó hả? Sếp. Dạ sếp tổng. À sếp tổng. Wow, sếp tổng cũng trẻ quá. Bởi vậy cho nên rằng giám đốc này là giám đốc chi nhánh hay là giám đốc? Giám đốc kinh doanh ạ. Giám đốc kinh doanh. Vâng ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị chị Hồng Vân ạ. À. Chào bạn trai và gia đình bên bạn trai. Thì hôm nay em tới đây thì cũng là góp một chút gì đó cho My trong chương trình này. Thì em thấy thì bạn trai bên đây thì rất là hợp với gu của My. Đẹp trai, phong độ, cao ráo mà làm trong những cái lĩnh vực mà xây dựng chắc. Trong xây dựng hả bạn? Không, em làm giám sát kinh doanh luôn. Giám sát kinh doanh. Thì nếu mà được thì My nên cho bạn Vĩ tìm hiểu. Nói chung là coi như là trai tài gái sắc đúng không? Dạ đúng rồi, trai tài gái sắc. Rồi trai sắc gái tài luôn. Dạ, cái rồi. Cặp này nó có đủ hai cái dữ kiện đúng đó luôn á. Trẻ trung nữa, năng động sáng tạo. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi với lại anh họ em với lại bạn của em. Rồi xin chào. Dạ em tên Trung, Ngô Nam Trung. Em là anh họ của Viễn. Mình là cùng họ luôn đó. Ôi dạ. Họ Ngô đó. Ôi dạ, dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào chị anh Quyền Linh. Chào nhìn bạn mình đó. Và chào mọi người ở đây. Thì thực sự là nói chuyện với bạn nữ trước. Là thực sự là em là chính ra là cũng đã theo anh đánh giá thì hợp với thằng em anh là chắc cũng phải là lên tới 80 rồi đó. 80% là hợp. Đúng rồi. Tại vì bản thân thì thằng em anh nó chỉ có một số điểm yếu nhỏ thôi, là nó hơi ham chơi chút xíu thôi. Thì cũng hy vọng là em có thể chấp nhận nó. Còn Viễn nè, thực sự bạn bên đây là rất là dễ thương. Nếu anh đánh giá thì tính cách mạnh, tốt, cũng khá giống em. Thì nếu được thì anh nghĩ là ok, có thể là tụi em có thể tiến với nhau. Cũng mong là hai bên cũng thể tiến được với nhau. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo rào. Quay qua đây này. Rồi, ngồi xuống đi. Không gian này là của hai đứa đó. Các bạn cứ thoải mái trao đổi nha. Dạ, chia sẻ. Chào em. Bắt đầu đi. Em trước đi. Đứng lên, đứng lên. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ, em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê. Cái này là cà phê nhà em làm ạ. Em cảm ơn. Rồi mở ra mình mở quà luôn. Em tặng quà cho nữ gì nói luôn đi. Đứng đứng gần đó. Đây, mình cầm mình mở luôn nha. Em tặng cho bạn nữ là của anh Bum. Do em cũng thích chụp hình đó nên là em hy vọng là của anh Bum này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em. Em cảm ơn anh. Có nghĩa là sau đây là sẽ đi chụp hình và cất những tấm hình đó vô của anh Bum này đúng không? Dạ, cảm ơn anh. Rồi thể hiện anh thấy đây máy chụp hình này là gì? Dạ thì em muốn lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa luôn. Chụp luôn. Dạ. Wow, lưu lại khoảnh khắc. Bạn kia tạo dáng luôn. Tạo dáng đi cưng. Để tôi né qua một bên cho. Cái bát rau bự quá. Ngồi ngồi nhé. Rồi, bạn ngồi đi. Rồi. Chém chân. Tôi qua bên ông mối đi. Okay. Bên đây là. Qua đây, qua đây. Bên kia đúng rồi, đúng rồi. Ngồi đây đi. Ngược lại. Ok. Ngồi đây. Để cho hai đứa nó làm gì làm đi. Đó. Trời. Như chuyên nghiệp luôn ha. Dạ, giống studio. Rồi rồi, đây một bố. À dạ rồi. Có chuyện té, có chuyện té.
Nhớ gửi hình cho anh nha. Dạ. Nói cho coi hình cho bạn gái con có được không? Quên. Anh chụp đẹp mà tại em xấu á. Rồi em có cái món quà gì em tặng liền hát. Bên đó người ta sở đoạn của người ta là chụp hình, còn mình bên đây sở đoạn của mình là hát với đờn. Rồi bây giờ mình không có đờn thì mình hát đi cơ. Em xin gửi tặng anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh bài hát mà em tự sáng tác. Wow, và năm đại luôn. Học thì bây giờ đứng lên hát cho có tung thế. Đúng rồi, cái cục hơi nó ngon lành. Bài hát là bài gì đó em run quá quên tên nhưng mà em nhớ lời á. Có lời được rồi. Dạ. Sao quên lời nhớ tên. Ngày ấy người vội vàng buông cánh tay này, chẳng còn gì anh bước đi vội, anh quay lưng em bất khờ. Chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em, lục lại tìm ký ức không anh, em chấp nhận mất anh đây, đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm. Và dù người ra đi chẳng hy vọng, anh ấy đã quá xa rồi, em đã mất anh rồi, còn đâu. Và để lệ hên cay bờ mi rồi, lục lại tìm anh yêu dần nơi nào. Anh ấy chẳng giống như xưa, mình em bữa rơi mưa tóc quên. Hay quá. Hay. Nhưng mà nói nghe nè, chị không có thích cái bài này rất là hay. Dạ. Nhưng mà phải để một người khác hát, còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết. Và trời ơi, lại một mình em dưới mưa rồi, nhớ về anh thôi. Đừng tại vì cái bài này ta sáng tác. Dạ. Biết bây giờ là mình biết cái tài sáng tác rồi, bài hát hay rồi, nhưng mà sẽ để cho người khác hát hoặc là mình hát trong một hoàn cảnh khác. Còn dạ, bây giờ em phải đổi bài đi. Em hát bài Em Gì Ơi của Jack nha. Bài này bạn này hát rất là hay nè. Anh Gì Ơi, Anh Gì Ơi, đừng này, khóc ơi như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ qua mau. Đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Buổi sáng hôm ấy, khi còn trắng sương bay, ta như làn gió phiêu lãng, mang hành lý thương nhớ. Chẳng sao đâu, sầu bi có khi còn lâu. Lạc mình trong cánh buồm phiêu du, chiếc thuyền đông đưa nhớ ngày xa xưa. Bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha, rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, bước lòng tha hương, ước rằng ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Oh. Hay quá. Trời ơi. Hay lắm. Ê, em đã được rồi cho em. Rồi, bạn hát hay mọi người. Nghe ta hát thôi là bấm nút rồi, không cần phải hỏi han gì nữa. Như đó rụng tim rồi đó. Rụng thiệt luôn. Rụng nụ luôn. Thôi. Bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Ơi, mình hẹn hò sao các bạn? Hiện tại thì anh đang ở quận 7. Thì không biết là mình đang ở đâu nhỉ? Em ở Hóc Môn, ở công ty luôn ạ. À, là mình ở tại công ty luôn. Dạ đúng rồi. Là làm xong là mình ở tại chỗ luôn hay sao? Dạ đúng rồi, thì đi làm nhiều khi mình đi công trình mình giống như là xem là thi công như thế nào rồi thì em cũng không có ở văn phòng mấy, lâu lâu mới về văn phòng. Còn tối thì chắc chắn là ở nhà, ở văn phòng rồi đó, ở công ty á. Thì anh làm một tuần là chủ nhật được nghỉ đúng không? Đúng rồi, mình được nghỉ chủ nhật thôi, anh được nghỉ chủ nhật. Chắc kiểu này nó dọn nhà nó hóc môn nở luôn quá. Không, mà thật sự là công việc là giám sát nên là cũng đi nhiều nơi nên là mặc dù là làm nhà ở quận 7 nhưng mà làm ở quận 3 và chiều thì về tới Tân Phú lận. Chiều về Tân Phú là gần Hóc Môn đấy. Anh ở trọ hả? Không, cái kho của nhà phân phối ở đó mình phải về đó thôi. Đứa ở kho, đứa ở công ty. Rồi hẹn ở đâu? Ý là đó giờ anh chưa bao giờ quen ai đúng không? Đúng thì, rồi. Sao nhỉ? Kiểu như là bây giờ nếu mà anh hẹn hò với một người thì anh có ngại cái việc mà ý là chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á. Ý là
anh chưa có kinh nghiệm trong tình cảm mà nhiều khi là hai đứa quen nhau chắc chắn phải có lúc là hiểu lầm hoặc là gây nhau ấy, thì em hay bị nặng lời á. Em những lúc em tức lên là em nói với lại hành động của em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á, thì anh có chịu được không? Thì em phải ví dụ hành động nó như thế nào hoặc lời nói ra làm sao đi. Nặng lời quá tổn thương chắc cũng lâu lắm. Giống như bây giờ tự nhiên nói ê thằng kia tao chịu mày hết nổi rồi là thôi đó, là chịu không nổi luôn á, đúng không? Đúng rồi. Còn ví dụ như chị nói lớn một chút. Đúng không? Nói chung là em lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước. Là anh có thể nào anh có thể kìm được cái tính xuống khi mà em tức á, chỉ cần người ta lúc đấy người ta đừng bỏ em đi, ví dụ như em tức phát anh bỏ đi luôn là thôi xong xác định rồi đó. Thật ra là anh là một cái người mà không lúc mà giận á là anh bỏ đi, nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn, mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội xuống rồi mình mới về. Ở nhà cũng kiểu nói chung là cũng không có thật sự là nóng đến mức độ mà bên kia nóng là mình nóng theo. Thì cũng đi làm nhiều rồi, cái môi trường tiếp xúc thì nó cũng va chạm nhiều, thì mình cũng đã luyện được cái tính bình tĩnh đó rồi. Là chuyện gì chuyện thì mình cũng phải để bình tĩnh xuống rồi mình mới nói chuyện. Vậy nếu mà quen em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi, thì em cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy á. Mặc dù em biết là em sai, em ngang ngược, nhưng mà sau đấy em sẽ tự, có thể là em có thể em chủ động xin lỗi cũng được. Nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi vì em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác ạ. Nên là anh đừng bỏ em đi. Ok, thì chuyện đó thì tùy thôi, tùy trường hợp. Thì đối với đối phương, nếu như mà người khác mà muốn cần thời gian để suy nghĩ, để giải tỏa thì mình cho họ thời gian. Còn như em cần cái gì đó để hạ nhiệt kịp thời thì ok, anh sẽ hạ nhiệt kịp thời. Ý cổ là giống như lúc đó em đừng bỏ đi em. Dạ thì đó em chịu đựng đó, chịu đựng. Qua cái chuông đó cái là xong đó. Chịu chưa chắc nổi, nặng lời quá đôi khi nó cũng mệt lắm. Với lại một cái nữa em muốn nói thẳng luôn ngay từ đầu, em rất ghét nói dối á. Bởi vì đối với em là một mối quan hệ rồi đấy, không cần tình yêu, tình bạn cũng vậy thôi. Đúng mình rồi. Phải chân thành ngay từ đầu ạ. Nếu đúng mà rồi. Đã nói dối không bao giờ tiến xa được. Đúng rồi, mọi thứ nên có thể cứ nói thẳng, nói thật ra luôn thì vẫn tốt hơn mà, đúng không? Đúng rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng xử lý hơn là mình cứ ngấm ngầm để lâu ngày thì mất công lại hiểu lầm, kéo thì hiểu lầm thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Đúng rồi. Nhưng mà tụi em biết không, tất cả những cái chuyện đó nó sẽ không là gì cả khi mà mình thực sự là mình cảm mến và mình yêu đương nhau. Chính vì vậy mà bây giờ các em phải có một cái cảm xúc khi mà tụi em mở rào ra, nhìn thấy nhau thì cái cảm xúc của tụi em như thế nào? Có nghĩ rằng đây là một nửa của mình hay không? Chắc là em nhường bạn nữ nói trước. Thì đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự thì bạn ấy đều có hết. Nói chuyện với em thì thường khiêm nhường em thì em thấy không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. Riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì nói sao nhỉ, như ban đầu cũng đã giới thiệu á, thì anh thích một bạn nữ không đơn thuần ngoại hình mà còn cả về kiến thức, tính cách rồi của họ nữa, nên ban đầu thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần thêm một vài buổi trò chuyện nữa khi mà nói chuyện nhiều hơn. Anh nghĩ là với cái năng lực, cái khả năng của em hiện tại thì anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm thôi. Anh rớt liền, anh rớt ngay sau đây rồi. Anh cần gì mấy anh buổi? Có chơi game gì không? Game hả? Mình có chơi Dota thôi. Hỏi thử xem có chơi game chung với em không thì tớ về rủ chơi game cùng. Chơi game thì ta rảnh tối đi chơi chung chơi game chi. Tự nhiên không đi chơi chung. Này cũng bớt lệnh cách ly rồi, mình có thể đi chơi được rồi. Mới thời gian mà bạn chơi game chi. Thiệt á. Chơi cái khác đi. Hai đứa này nó nhỏ mà nó bị lẩm cẩm rồi. Bây giờ nè, nếu như mình tiến xa hơn á, 1-2 năm mình hiểu nhau, mình tiến xa hơn, mình về chung nhà thì mình phát triển kinh tế thế nào? Em với cô ấy thỏa thuận đi. Rồi giận ai sẽ là người xin lỗi trước, rồi bạc ai giữ, rồi thích con trai con gái trao đổi quan điểm luôn. Vậy thì nói sâu một tí xíu ha, là nếu như mà lấy nhau về thì em nghĩ ai sẽ là người nắm giữ tài chính? Em nghĩ là tài chính thì của ai tự quản đi. Nhưng mà mình phải có một cái nguồn để cho trong gia đình chi tiêu, ví dụ như là nội trợ hoặc là thăm ngoại thăm nội, đúng không? Thì đương nhiên là hai đứa phải có chung một khoản đấy rồi. Nhưng còn ví dụ như lương tháng anh bao nhiêu em cứ tự giữ, em cứ tự giữ. Còn anh thích dắt em đi ăn cái gì hay là mua quà tặng em thì em không từ chối đâu. Thì cái đó là riêng. Còn không nhất thiết là anh phải đưa cho em hoặc là em phải đưa cho anh làm gì cả. Mình tự chủ về kinh tế. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như vậy. Với lại em hiện tại cũng tập trung vào công việc. Thì em nghĩ là đến độ tuổi nào thì mình có thể có con? Đầu tiên là phải ổn định công việc
ít nhất bây giờ cũng phải 2-3 năm rồi đó. Đúng rồi. Đúng không? Bản đúng thân rồi, anh cũng vậy mà đúng không? Thì mình lấy nhau về thôi, cái này là trời cho đi. Nếu mà mình lấy nhau mà nếu thực sự mà ông trời ban cho mình thì mình cứ nhận lấy thôi, chứ đừng em không tính toán là phải đến bao giờ mới có. Rồi, nghĩa là đến thì mình cứ nhận thôi. Đúng rồi, đến thì mình đón nhận. Cho là hốt thôi. Rồi, bây giờ trước khi ta bấm nút, chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và cảm nhận người đối diện thế nào? Em nói đi em. Thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn. Muốn tìm hiểu bạn, đúng không? Nhiều hơn. Dạ. Ngày hôm nay giống như ông trời cho em món quà vậy đó. Dạ đúng rồi. Rồi, thôi. Còn cái chuyện trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm. Hãy để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Thật sự nhiều người nói tại sao có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn đã trải qua thời gian cũng khá dài để nói chuyện và được sự chia sẻ từ người thân của các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa. Thật sự đây có phải là một nửa để chúng ta có thể hẹn hò và trao duyên cho nhau hay không? Nếu đúng như vậy, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không đúng, không cần bấm. Nút bấm đó để dành cho người khác. Mà đã bấm nút là phải có trách nhiệm thật sự với nút bấm đó. Thật sự có trách nhiệm với những gì mình đã quyết định. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Yeah. Bắt đầu từ ngay bây giờ chúng ta đã quyết định hẹn hò với nhau. Yeah. Tìm hiểu nhau. Hãy giúp đỡ em ấy trong tình yêu. Bởi vì chưa yêu lần nào. Một người 4 mối, một người có 5 mối thôi. Chưa có mối nào hết. Nè nó nghe nè em, chị em á, mai mốt bạn này mà bạn cứ nổi cơn điên lên mà bạn nói, bạn hò, bạn hát, em nói em đừng hát mà em hát đi. Tại vì cái giọng hát bạn này quá hay. Anh xin em đó, hát đi em, đừng hát nữa đó. Dạ, em rất cảm ơn chị. Chưa chắc, lúc đó còn hát lớn nữa. Không, thiệt mà, tại vì hát rất là hay. Rồi, bây giờ anh trước mắt gia đình hai bên ha. Em nói gì với những người lớn đi. Coi như ba mẹ của bạn gái và ba mẹ em cũng đang theo dõi. Đang coi truyền hình đó cưng. Rồi, vậy gửi cho ba mẹ em trước đi. Là con cũng cố gắng làm những điều thực hiện cái việc mà ba mẹ đang mong muốn mấy năm rồi. Là cũng ráng kiếm người về cho ba mẹ. Còn với hai bác thì con hy vọng là với bản lĩnh của mình, con có thể bảo vệ cho em ấy. Em ấy tên gì? Em ấy tên gì nè? Tên là My. Dạ, Trà My. Mày quá, không nhắc là quên luôn rồi. Mà nhớ em trai tên gì không? Mắt liếc rất là gian. Nhắc liền nãy ta nhắc rồi, nhắc luôn. Viễn ạ. Viễn Vong. Viễn Thông đi. Viễn Thông. Hồi nãy em nghe là thành Vĩ, em không dám nói đấy, sợ nói sai. Viễn Thông. Viễn. Thôi, chúc các bạn sẽ sớm để ghép nửa mảnh ghép với nhau để đi suốt cả cuộc đời này. Thôi, hãy hôn nụ hôn đầu tiên, chưa hôn nụ hôn nào nhá. Lần đầu tiên bạn ấy hôn đấy, hẹn hò đấy. Trời ơi, đấy, hít hơi thật sâu. Bây giờ em đáng lý phải là cái người mà dẫn dắt. Thứ nhất là về công việc của em á, là em đã là leader rồi đúng không? Thứ hai là về tình trường em hơn người ta, đúng không? Cho nên bây giờ em phải là người mà gọi là làm cái điều đó trước và sau đó người ta làm lại. Hiểu không? Không sao. Đúng anh không? Nghĩ rằng rất là phát huy vai trò của mình đi chứ. Nhẹ nhàng. Đấy. Rồi, mà trước đi rồi xong người ta bắt trước mình ta làm lại. Chỉ dẫn cho người ta đi mà giờ cao quá. Cao quá khiển lên. Rồi. Không xuống, không sát. Dạ rồi, vô. Dạ rồi, dạ rồi. Đó. Rồi đó, em làm lại Viễn. Dạ lên. Ta chỉ em sao em phải làm hơn vậy nữa. Đúng không? Làm hơn. Đúng không? Rồi. Thì mình đàn ông mà mình phải chứng tỏ mình bản lĩnh hơn chứ em. Người ta là chỉ có cái miệng thôi còn mình là tay nữa. Phải cầm tay rồi phải. Sao đó. Trời ơi chị mà là đàn ông chị nói thiệt với em là chết hết. Dạ. Phun mà che vậy là sao? Như thế không có bằng cái thế nó có đẹp ha, đúng không? Cái thế nó có đẹp. Hung thật đàng hoàng, mình phải thật tình chứ. Ấy. Đúng rồi. Làm liền đi. Viễn. Mạnh mẽ lên em. Em. Rồi.